xin chào mừng tất cả anh em đã trở lại kênh youtube của Leoario thì trong hai ngày qua thì khôi rất là bận rộn nên không có nhiều thời gian để lên những cái sản phẩm mới phục vụ anh em thì hôm nay khôi sẽ bầu lại cho anh em với những cái món hàng đẹp hiếm có nhất tại việt nam thì trong cái clip ngày hôm nay thì khôi sẽ giới thiệu với anh em bốn đôi loa chân dài nha trong đó có hai đôi là những cái đôi đầu tiên có mặt tại việt nam sẽ phục vụ cho cái nhu cầu của anh em là sưu tầm vừa nghe hay và có cái giá trị sưu tầm nhá thì những anh em nào mà đang có nhu cầu cũng như là đang quan tâm tới các sản phẩm của khôi mà chưa đăng ký kênh thì anh em hãy nhấn vào cái nút đăng ký để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất mà khôi đăng tải hàng ngày tại vì sao tại vì nhiều anh em mà mình chưa có ưng cái món này hoặc là chưa hợp với mình món này thì mình đăng ký kênh để mình xem những cái món tiếp theo anh em nhé. Rồi một vài thông tin à, để quảng cáo cái kênh YouTube của Khôi. Còn hôm nay thì Khôi sẽ giới thiệu với anh em à, 4 đôi. Thì à, Khôi sẽ quay tới đâu thì Khôi sẽ tháo lưới tới đó nha, để cho anh em à, mình cùng à, theo dõi luôn nha. Thì đôi đầu tiên là đôi đến từ hãng noi à, Đôi này là đôi S8 anh em, S8 Saturn nha. Thì à, bây giờ lưới anh em nha, Khôi quay kỹ một lần ha. Lưới đẹp nha, cái chỗ này nó bị bung là vì do keo nữa, nó ngày nó hở không vấn đề gì. Đó, lưới cực kỳ đẹp luôn đó, không không một uh, không có bị rách nha anh em không bị lộng không bị rách rồi bây giờ Khôi sẽ tháo nó luôn nè nha đây đây anh em ha đó đây căn của nó nha rồi nha. đây Khôi quay cho anh em bên trong ha rất đẹp luôn đó nói chung là quay uh, chi tiết à, để anh em cùng xem thì mấy cái chỗ này này nó bị bung lưới ha thì mình sẽ dán lại nha đơn giản rồi đây cái phần chính cái quan trọng nhất là đây thì à, giới thiệu với anh em đây là cũng cái đời lớn nhất trong dòng S8 S8 à, thì nó có nhiều đời nè thì à, cách đây tuần 10 ngày trước thì Khôi cũng đã bán một cặp S8 100 lần nha cặp đó thì nó chỉ được thiết kế là bắt 20 à, còn đây là S8 à, Saturn nha Saturn đây thì nó là lớn nhất trong cái dòng này thì nó được thiết kế là bắt đồng trục một bắt đồng trục 25 xăng đây nè này. này 25 này đó và một bát còn hưởng cùng 25 xăng và có tới hai cái lỗ hơi nha thì uh, cặp lá này đẹp xuất sắc anh em đẹp xuất sắc riêng nguyên bản luôn ha thì cái điện thoại nó hơi bị mờ anh em thông cảm nha khôi à, chưa có chùi nó hơi bị mờ Đó, nhưng mà đẹp anh em ha đây tuyệt vời luôn nói chung là tất cả các góc cần thế tí là khôi sẽ quay cái đít lại sau à, để khỏi mất thời gian Tí khôi quay Nha thì uh, anh em nào là fan của tân noi đặc biệt là fan chân dài thì anh em hãy liên hệ với khôi để sở hữu ngay cặp loa này vì cặp loa này cực kỳ quý hiếm luôn hiện tại bây giờ rất là khó để ship những cái cặp loa này về đó, anh em ha thì cặp này cũng là made anh em nhé rất là tuyệt vời đó. cái nhựa dính từng con ốc lên nè đảm bảo với anh em là chưa bung ốc luôn nhé khôi đã test rồi hát rồi chưa buông ốc luôn đây giá trị nằm ở đây anh em ha đó tuyệt vời nè tuyệt đỉnh đó. không thể đẹp hơn không thể đẹp hơn thì uh, ở đây thì Khôi sẽ báo cái mức giá tham khảo để cho anh em chuẩn bị tài chính. Cặp này có cái mức giá tham khảo là trên 30 nha. Anh em có thể gọi trên mạng các thứ, các shop đang bán. Thì lúc nào tại Lê Corio trong Sài Gòn thì cũng bán rẻ hơn ở ngoài Bắc vài triệu ha. Hàng vừa đẹp mà vừa rẻ hơn nha. Rồi, Khôi xong cái cặp thứ nhất nha anh em. Cặp này là cặp cặp Tân Noi Satum S8, model lớn nhất trong cái dòng này. Rồi, tiếp theo là cặp thứ hai Cặp ba này đến từ hãng Tất Nít nè uh, Tất thì quen thuộc với những người chơi đồ nhật nha ừ. Tuy nhiên là nó là cái model này cực kỳ hiếm có thì hiếm như thế nào thì bây giờ đầu tiên là mình là à, cái model của nó là SB M800 nha M800 trong cái dòng này thì cách đây một tháng cũng ba tuần đó thì khôi cũng đã bán một cặp tất nít SB M300 nha M3, M300 đã hiếm, còn bây giờ M800 càng hiếm. Cũng là đôi độc đảo đôi duy nhất tại Việt Nam. Đó, tôi đừng... Bây giờ Khôi sẽ tháo lưới nha. Lưới rất là đẹp anh em ha. Đây, lưới hột nè. Rất đẹp ha. Đó. Bây giờ Khôi sẽ tháo ra nè. Hơi cứng nha anh em, Một tay hơi cứng đây. Đó. Cái này là lưới nhựa anh em ha. E căn nhựa. Làm rất là kỹ lưỡng từng khúc này. 1, 2, 3, 4, 5. Bảo vệ rất là kỹ lưỡng. Bên này nha. Khôi khôi nó hơi cứng tí, một tay thì nó hơi hơi cứng. Rồi bây giờ đợi khôi tí nha, khôi lấy cho nó dễ. cặp loa này cực kỳ đẹp luôn anh em, cực kỳ đẹp luôn ha. thì uh, cái cặp loa này uh, ngoài ngoài hai cái uh, cái, uh, cái, uh, cái 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 này thì nó có phía sau nó có hai 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 cái bát nữa, phía sau hai bát này nè, và trước đây một bát này, uh, anh em nhé. tất cả là tới năm quay là 5 đường tiếng rồi nha năm cái là à, anh em thấy những cái cọc loa thôi mà cũng được mà bằng mà 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 đồng mà vàng rồi nha đó à, thì nhìn nhìn thì nó bình thường nhưng mà nó rất là kinh khủng khiếp anh em nha cặp này được được đánh giá là một trong những cái cặp loa hay hiếm nha của của hãng nha nếu nói về chất âm thì nó kinh khủng khiếp lắm anh em nha à, cặp loa này là cặp loa đầu tiên ở Việt Nam cái thùng này là được thuộc thiết thùng gỗ nè thùng gỗ thùng thùng gỗ, gỗ làng nha anh em này thùng gỗ làng nha anh em lưu ý nè à, thùng gỗ làng cái vân của nó đây nè đó màu này là màu uh, sẽ gút, màu đỏ máu á Màu cherry á này ha màu cherry á à, rất là đẹp cái mặt này được phủ nhung này nè nhung nha phủ nhung à, đây là có cái bát này nè này cái lỗ hơi này cái này bát nằm đây nè nha đó. cái này là phủ mặt phủ nhung à, rất là đẹp rất là cầu kỳ ha miếng này là miếng lót thôi nó nó, nó, nó lâu ngày nó hở ra À. Rồi, Khôi đã giới thiệu xong hai đôi nha. Thì cái đôi loa này có cái giá cũng không hề rẻ tí nào anh Cái cặp này thì nặng uh, 60 kg này. À, cặp này thì nặng khoảng 70 kg này nha, tương là những cái khủng long nặng ha. Rồi, hai cặp anh em. Thì cái mức giá uh, cho anh em tham khảo cặp này nha. Chuẩn bị tài chính trên 15 triệu. Trên 15 triệu nha. Rồi. Tiếp theo, tiếp theo là cặp loa này cặp loa kép thì cái cặp này thôi cũng chẳng có dấu gì anh em là mình đã một lần giới thiệu cũng đã ghép vài clip rồi à, kép một lại bốn trên hai nha cặp này ở bên nhà cậu à, khôi đem qua đây nha thì cặp này khôi chưa bán được nên à, hôm nay khôi quay lại nè, thì à, cái cặp này nó vẫn còn là e-căng zin lên em Nó là nhờ nha nó có bề cái chỗ này này nhưng mà khôi chưa có dán lại đây đây anh em này dán lại là xong ha không có vấn đề gì đơn rất đơn giản nha bên này cũng vậy. À đây ha rồi mình dán lại là xong anh em ha không có gì đâu tại vì nó nó là cái dạng lưới bầu mà lưới nhờ nha nhưng mà những cái cặp loa ship về tới đây á nó còn đẹp như vậy là tuyệt á cặp này cũng zin toàn bộ anh em cái này thùng này à, nguyên bản chưa qua xử lý nè đây vận chuyển lên em đó nhưng mà không muốn để nguyên bản tại vì cặp loa mình mình bỏ qua một cái phần nhược điểm bên góc đó thì còn lại là cặp loa rất đẹp ha à, cặp loa này được thiết kế là trong này có hai bát nè đây nè dưới đây là một bát này trên cao một bát hai bát nó úp lại vào nhau và hai loa chung hai loa chung rất lớn những anh em nào mà nghe mà thích thích nghe lời là tuyệt vời luôn ha chung rất rộng anh em chép đôn cặp này rất là khủng luôn cũng rất là nặng anh em là khoảng 80 kg nha 80 kg thì cái mức giá tài khôi cũng rất là tốt đặc biệt là cái cặp loa này là đời á đời đời bốn cầu loa limited đây để bởi của loa limiter này. Trong này có hai đời nha anh em. Thì anh em lưu ý nha. Đời này là thùng gỗ lạng màu vàng rất đẹp ha. Rồi có cái mức giá là trên 15 triệu. À, anh em cùng tham khảo thêm giúp khôi nha. À, những cái mức giá này khôi đưa ra là tham khảo. Còn khi mà anh em chốt à, thì sẽ báo giá chính xác nha. Đây và cuối cùng là cái cặp loa đến từ hãng Bioneer à, SLS10. Cặp này khôi cũng đã giới thiệu clip trước nha. Cặp loa đầu tiên ở Việt Nam, rất đẹp này nè anh em nhìn nè, à, cái này cũng thường gỗ làng nha. Mà anh em thấy đẹp nè, đẹp từ cái tư. Rồi, khôi nói lại à, cái khúc này tại vì với vừa, vừa nghe điện thoại xong thì cặp loa này à, đầu tiên khôi ship nó về là vì nó đẹp nha. Tại vì à, nó đẹp hơn tất cả những cái dòng loa mà đang có trên thị trường. À, có thể nói là như vậy nha. Bây rồi, cái lưới anh em nhìn này cái lưới này nó cũng cũng thiết kế theo cái dạng của nó luôn, cùng vát theo góc nha. Để anh em thấy nè. Đó. những cái độ tinh xảo cực kỳ cao những cái chi tiết nhỏ nhưng mà hàng này cũng chú trọng nha Đó. Để đây khỏi tháo lưới ra nha Để em hai lưới thì lưới gỗ nha Đó. rất đẹp rất tuyệt vời em nhìn này Đó. nó phải vát này theo cái cái, cái, cái mẫu của cái loa nha rồi đây Đó. cái này rất là sâu nè chứ bao giờ thấy cặp loa nó sâu sâu hơn cả tăng noi luôn ha chiều sâu của nó là 45 mươi này à, 45 luôn Đó. tất cả từ mặt trước ra mặt sau đều là bằng gỗ hết nha tí có sẽ quay lại nha đó thì đặc biệt đó là cái cặp loa này thiết kế bằng cái màng này khôi đã nói ở clip trước và cũng có rất nhiều người nói mới nhìn thì cứ kiểu như là giống như của bém đúp nha nhưng mà cái 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 này này không phải là bằng carbon anh em à, mình nhìn từ cái cụ phía sau ra nó là một cái sợi gì á sẽ cõi rồi mới mới đan lên nha rất độc đáo cho âm rất đảo. dòng gì cái cao su cặp loa này á theo có tìm hiểu là dòng để sản xuất cho ch châu, châu âu à, chứ không phải là sản xuất nội địa nha anh em à, rồi đó là về bốn cặp loa. Thì cặp loa này có cái mức giá trên 20 triệu, nghe cặp loa trên 15 triệu. trên 15 triệu và cặp này là trên 30. Đó, tất cả uh, khôi quay lại ở đây. Có bốn cặp nha. Đó. Thì toàn là bồ là những cái cặp đẹp và siêu hiếm nha. Đặc biệt là những anh em nào mà thích những cái đồ hiếm mang cái giá trị sưu tầm thì đây là những cặp loa phục vụ tất cả những cái yếu tố mà nghe À, trình bày và bày nha gọi là cả được yếu tố nghe và bày và hiếm ha rồi bây giờ thì khôi sẽ quay cái đít lại cho anh em cùng xem luôn để anh em à, yên tâm ha vì loa đẹp đây mọi người đây là khôi quay cái đít nó lại rồi nè tất cả loa rất đẹp này đẹp kinh khủng khiếp ha đó anh em thấy không quá trình sự về xin tốt tát nha đây anh em xem cái cặp loa uh, là là là, là Saturn này uh, S10 này đó thì cái cặp S10 là cặp lớn nhất trong cái dòng này rồi nha à, bữa trước khoai ban S8 S8 nó chỉ là 8 nhân cho 2,54 là bắt 20 còn bây giờ S10 10 nhân cho 2,54 là bắt 25 nha anh em đối ý nha tất cả đều đẹp ha dòng này là made in UK này đó UK luôn à, rất là tuyệt vời thì à, cặp này series liền kề này bên này là 76 B à, bên bên này 77 B à, bên này 76 B này nè rất là hiếm có nè em ha chưa bao giờ gặp một cặp loa đẹp cặp nguyên bản như thế này cực kỳ hiếm luôn nha yeah. rồi tiếp theo là cái cặp technic sbm tám nha đây cặp là khủng khiếp uh, hiếm có nhất tại việt nam thì anh em thấy không đây phía sau nó có hai cái bát này như khó nói này thì cách đây tháng là tôi đã bán cái cặp uh, sb 300 nha yeah. nhưng mà sbm 300 trăm nó đã hiếm rồi cặp này cực kỳ hiếm luôn à đây thì uh, cặp này uh, đây uh, model của nó này một vài cái thông số này À, nó 6 ôm này maximum 200 w này ha à, tương tự bên này nha yeah. rồi thì à, khôi sẽ đưa cho anh em xem cái ảnh đây cái ảnh này anh em xem đây là các cái cái thông số của nó nha à, à, thì anh em xem qua này cái cụ của nó anh em ha đây cái cụ bát này kinh khủng khiếp được à, thiết cái phần thiết kế này em à, trên này nè à, trên, này, à, trên này phía sau này là hai cụ bát nha phía trước một cụ này phía trên này là một chép này một à, trung này rất tuyệt vời nè đó. Đây, có quay hết nè Các cái thông số của nó ha à, Nó được thiết kế là 2 bát uh, 3 nè 3 bát 14 nè 4 bát 14 luôn nha à, Một chép, đô Rồi Cân nặng là 28kg một cái nè nha à, Rất là khủng khiếp ha Rồi ok thì uh, Anh em nào mà thích nghe mạnh bạo lực Có lực thì anh em mà uh, Liên hệ với Khôi để sử dụng cặp này nha Quá đẹp, quá hiếm luôn này chùi cái là bóng lên liền anh em, tại vì nó là thùng gỗ lạng anh em nha. Là cây nhưng mà thùng gỗ lạng, hiếm lắm, hiếm khi nào có. Khủng khiếp như cặp này nha. Đáng để anh em sưu tập à. Rồi ok, à, tiếp theo là cặp uh, cặp kép nha. Thì cặp này đẹp rồi, có rồi nói uh, clip trước rồi, nguyên bản zin, nguyên mộc, không qua tút tát luôn. Thì uh, cái cặp này anh em, đầu tiên là nó trùng seri này, này trùng seri AB luôn anh em này. À, 5352 5352 này. Đó, AB luôn nè. Thứ hai nữa đây là cái dòng limited này anh em nè, anh em thấy được không? Đó, chứ không phải là khối nói nha. Nó kép uh, electronic limited này. Đời này đời bốn cầu loa thì cái lý do á là cái cầu này Khối đã thay rồi, thay lại rồi anh em, nó bị gãy nha. Nó bị gãy nên không mới thay lại thay lại cầu bắp chuối để anh em tiện sử dụng nha. Đó. Thì uh, anh em nào có, có nhu cầu thì liên hệ với Khôi. Kép trùng series nha. Trùng AB luôn nha. Và cuối cùng là cái cặp uh cặp cặp bio này đây SLS10 nha thì cái thông số của nó là 6 ohm 150w nha đó là tuyệt vời nè series thì chắc chắn là cặp này trùng nhau rồi đó. nên là khỏi phải nói luôn à, quá đẹp quá đỉnh luôn đó. thì đây là những cái đợt hàng đẹp nhất đó. nhằm để phục vụ anh em cho audio cũng như là qua bên cái chỗ mới thì có cái mới để phục vụ nè nha rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. À, thì những clip tiếp theo thì Khôi có thời gian thì Khôi sẽ test chất âm để phục vụ anh em nghe. Còn là nó quá hay, quá nổi tiếng rồi. À, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Khôi để anh em mình cùng giao lưu. Một lần nữa cảm ơn anh em. Xin chào tạm biệt.